hôm nay thì thứ bảy thì thường thì vào sáng thứ bảy em hay họp nhóm, nhưng mà hôm nay thì em không có họp nhóm được, mà hôm nay thì buổi chiều, giờ này đang là giờ chiều, 1 giờ chiều của thứ bảy, thì em có muốn là dành một chút thời gian. Hiện tại đang ngồi ở phía sau lưng mình đây là suối cá Thần Cẩm Lương, để lấy cái ý tưởng từ cái việc là sự khác nhau giữa cá bình thường để chúng ta vẫn nuôi để ăn, và thì với cái cá ở đây thì nó có sự khác nhau như thế nào. Thì về vài điểm cơ bản thì em thấy cá ở đây đặc điểm là nó rất là to nhưng ít người sử dụng ăn tới, và dân địa phương gần như họ không ăn. Thứ hai nữa là cá ở đây nó không có sợ người, thò tay xuống sờ được. Em có một vài video sẽ up ở dưới đây về cái việc là chơi suối cá. Có 4 video, anh chị sẽ đón xem 4 cái video đó, em up trên YouTube cho anh chị xem thì sẽ thấy là cá ở đây hoàn toàn không sợ người luôn. Thì từ cái câu chuyện đó thì em mới muốn hôm nay, buổi hôm nay em muốn chia sẻ với các anh chị về một cái ý tưởng, một cái câu chuyện về câu chuyện là sự khác nhau giữa nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức hay là các quỹ đầu tư, thì nó khác nhau ở cái đặc điểm nào, hay là nó chỉ mối khác nhau là nhà đầu tư cá nhân thì ít tiền mà các quỹ, các tổ chức thì nhiều tiền, rất nhiều tiền, hay nó còn khác nhau những điểm gì nữa. Hôm nay làm rõ cái vấn đề đó để nhằm mục đích rằng là mong rằng là các anh chị hiểu thêm một khía cạnh mới của vấn đề, đó là tư duy của tổ chức và các quỹ đầu tư, để anh chị cũng có cái tư duy như thế để lường được, để định được, để biết cách và phương pháp làm thế nào đấy để đưa ra những quyết định đầu tư nó phù hợp. Thì thưa với các anh chị là điểm đầu tiên chúng ta phải muốn nói tới, muốn trao đổi với nhau, đó là cái việc là chúng ta là các nhà đầu tư cá nhân. Với những nhà đầu tư cá nhân thì cái vốn của chúng ta nó không được nhiều lắm, ít, thường thì nó nằm ở cái giới hạn từ 300 triệu tới 3 tỷ đồng. Và thường ở với mức mà những nhà đầu tư mà gọi là đầu tư lâu một chút trên thị trường thì nó nằm ở đâu đó khoảng tầm trên dưới 1 tỷ. Trên dưới 1 tỷ đồng thì với ở đâu mua bán thì khó, chứ ở trên thị trường chứng khoán thì mua bán cực kỳ dễ. Chính cái điều dễ dãi của thị trường tức là mua bán cực kỳ dễ đó, mua là enter cái là được, bán enter cái là xong. Thì dẫn đến câu chuyện chúng ta hoàn toàn rất dễ dãi với các quyết định mua bán đầu tư. Vì chúng ta ít tiền, chúng ta hành xử với thị trường rất là nhanh lẹ và phản ứng cực kỳ là mau lẹ với thị trường. Chính cái điểm này vừa là ưu điểm lại vừa là nhược điểm, nên chúng ta bắt nguồn từ cái câu chuyện là cái việc mua bán dễ như thế, chúng ta dẫn đến câu chuyện là chúng ta thường hay có một cái thói quen là mua bán rất là nhanh lẹ và không có một cái kế hoạch rõ ràng trong cái câu chuyện là khi mà quyết định mua hay quyết định bán. Chúng ta thường ví dụ như cứ mua trước rồi sau đó mới tính, tức là cứ nghe ai đó mua một cổ phiếu nào đó chúng ta sẽ mua ngay, rồi sau đó về mới tính, khi mà lời thì không nói làm gì cả, vỗ tay vui cả làng. Nhưng mà khi mà có vấn đề nào đó là gọi là bị lỗ hay là bị có những trục trặc nào đó trong quá trình đầu tư, thì anh chị mới bắt đầu ngồi nghiền ngẫm, nghiên cứu và suy ngẫm lại cái cổ phiếu mình đang đầu tư, và viện ra đủ mọi lý do, đủ mọi các cái vấn đề để cố níu kéo cổ phiếu của mình và không chịu cắt lỗ ra, hoặc là không chịu hành xử theo một cái kế hoạch trước. Bởi vì thực tế các anh chị ban đầu mua đâu có kế hoạch gì đâu, không có kế hoạch gì thì dẫn đến câu chuyện là khi hành xử sau này chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào cảm tính. Và phần lớn những nhà đầu tư mới thường là giống như một cái video gần đây em có chia sẻ là thường là những cái thiên tài trong việc là mua vào thì ngay vào đỉnh, và lúc vừa mà chịu không nổi nữa, vừa bán ra thì nó lại cũng vừa lúc là đáy, là thị trường nó bắt đầu nó tăng lại. Vậy thì đây cũng chính là điểm mấu chốt cốt lõi mà có sự khác biệt giữa các quỹ đầu tư lớn và các nhà đầu tư nhỏ lẻ, nó nằm ở chỗ này. Thứ nhất là về cái gọi là cái quy trình đầu tư của họ, họ có một cái quy trình rất là bài bản, có rất nhiều những quy định, quy chuẩn rõ ràng trong quá trình đầu tư. Họ có đưa ra những cái quy định chi tiết, có thể có những quỹ nó đưa tới hàng vài ba chục các cái quy định về giải ngân, thỏa những tiêu chí của họ, họ mới giải ngân. Sau khi thỏa những tiêu chí, họ lên kế hoạch giải ngân rõ ràng như thế nào, từng bước quản trị dòng vốn ra làm sao, mua lần 1 bao nhiêu, lần 2 bao nhiêu, lần 3 bao nhiêu, giá trung bình mua như thế nào. Đấy, họ có quy định những cái kế hoạch như thế. Rồi họ có kế hoạch là lời bao nhiêu phần trăm thì sẽ chốt lời, lỗ bao nhiêu phần trăm thì họ sẽ cắt lỗ. Và trong quá trình họ mua bán đầu tư thì họ ngoài cái câu chuyện họ phân tích mang tính chất gọi là sử dụng các cái dữ liệu có sẵn, họ còn phải cần có những analyst đến tận các doanh nghiệp để họ control, tức là họ điều khiển, họ xem xét xem các doanh nghiệp hiện tại đang đầu tư như thế nào, đang làm ăn ra làm sao, và những biến động rất nhỏ, gọi là những biến động của doanh nghiệp để thay đổi về tình hình kết quả kinh doanh là họ đã có những cái phản ứng hoặc là hỗ trợ doanh nghiệp hoặc là phản ứng với cái dòng vốn đầu tư của họ. Thì chính vì họ làm rất chuyên nghiệp như vậy nên cái kỳ vọng lợi nhuận và cái quan điểm rủi ro của họ rất là cao, khác hẳn với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Có rất nhiều những cổ phiếu như của bản thân như nhóm của Thắng, hay là như các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng mà có số vốn trên từ 5 tới 10 tỷ cũng chưa bao giờ có cái kế hoạch rõ ràng trong cái câu chuyện đầu tư và cái suy nghĩ về cái việc là kỳ vọng lợi nhuận của mình như thế nào là phù hợp. Chính vì chúng ta thấy rằng là chúng ta tiền rất là ít, khi lời một cái khoản tiền vừa phải nào đó chúng ta cho rằng đó là chưa thỏa đáng, không thỏa mãn, không tính trên tỷ lệ phần trăm, dẫn đến những cái thua lỗ, những cái thiệt hại của chúng ta bắt nguồn từ đấy. Đó là một vài cái điểm mà là khác biệt giữa quỹ đầu tư và nhà đầu tư nhỏ. Thì vậy nó mới thành ra một cái câu chuyện là tại sao nhà đầu tư nhỏ lẻ thì thường hay có những thương vụ đầu tư lời rất là nhiều, nhưng cuối cùng cái kết quả cuối cùng của các nhà đầu tư nhỏ cũng vẫn là kết cục gọi là thảm bại vô cùng. Trong khi đấy các tổ chức, các quỹ đầu tư họ đưa ra một cái quy trình, dù có thể trong một khoảng thời gian nào đó họ không có lời nhiều được giống như các nhà đầu tư nhỏ lẻ, bởi vì họ không hành xử giống kiểu của nhà đầu tư nhỏ, của nhà đầu tư gọi là số lượng mà vốn ít, không thể là nhanh lẹ để thoát khỏi thị trường vào những cái trạng thái gọi là có biến, hay là mau chóng vào thị trường được giống như nhà đầu tư nhỏ. Nhưng họ có kế hoạch rõ ràng, chính vì họ có kế hoạch rõ ràng nên họ kiểm soát được cái rủi ro và họ có một cái mức biên lợi nhuận phù hợp trong một khoảng thời gian dài. Đó là cái quy trình của quỹ đầu tư. Ngoài ra thì có rất nhiều những cái điểm nhỏ hơn, chi tiết hơn về cái phương pháp, cách giải ngân, phương pháp là định lượng, phương pháp định tính, các phương pháp chi tiết hơn. Thì Thắng sẽ có một cái buổi mà ngồi ở văn phòng thì sẽ đưa ra những cái gạch đầu dòng chi tiết hơn cho các anh chị để trao đổi và chia sẻ với các anh chị đó. Nhưng cũng qua cái video mà họp của ngày, tức là gọi là cuối tuần, ngồi chia sẻ những cái kinh nghiệm đầu tư với các nhà đầu tư, các anh các chị, để nhằm mục đích không phải là để anh chị mau chóng kiếm được tiền, mà mục đích là tối hơn ai hết, đó là để anh chị hiểu hơn vấn đề, hiểu hơn cái quy trình đầu tư, hiểu hơn cái phương pháp để đưa ra những quyết định đầu tư có tính chất là có trách nhiệm hơn với cái việc mua bán của mình. Mong rằng là cái video này sẽ một phần nào đó bắt đầu định hình cho các anh chị những cái phương pháp mà có cái quy củ hơn, có cái sự tìm tòi hơn và bỏ một chút công sức thời gian ra cho những cái quyết định đầu tư của mình, bớt tính cảm tính đi. Có lẽ là ngồi nói chuyện ở phía sau đây cá to nhiều quá nên là nó đang vỗ đang ầm phía sau đây rất là nhiều cá lớn luôn, nên là tôi kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay ở đây để dành thời gian để đi xem tiếp cá ở đây. Thì chào, chúc anh chị một cái buổi thứ bảy cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc anh chị cùng với gia đình cũng gặp nhiều may mắn trong cái cuộc sống cũng như là trong cái công cuộc đầu tư của mình ngày càng hiệu quả hơn. Mong rằng anh chị dành thời gian subscribe, tức là đăng ký cái kênh này để tiếp tục được theo dõi những cái video mới. Vui lòng like, chia sẻ hoặc bình luận để lại cảm nhận của mình. Mong quý anh chị cùng nhau chung tay để mà đưa cái việc mà chia sẻ các cái kiến thức đầu tư đến cộng đồng ngày càng nhiều hơn. Cảm ơn các anh chị.